Ở phần tay phải, chơi trên đàn nó sẽ có 3 vị trí. Khi chúng ta muốn diễn tả những cái gì nó êm dịu, nó nhẹ nhàng, nó lãng mạn, chúng ta chơi ở cái phần này, gần như chúng ta chơi nhẹ nhẹ ở cái phần phím này này. Chúng ta chơi nhẹ nhẹ cái phần phím này này. Còn chúng ta ấy, chơi kiểu phổ thông bình thường và nó cũng không cần quá cái gì nó đột biến. Chúng ta chơi ở cái phần đừng 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 dí thẳng vào lỗ đàn này nhé. Bởi vì khi âm thanh ấy, nó vào cái phần lưng đàn này này, nó phản hồi ra ấy, mà chúng ta để cái tay chúng ta che đi ấy, thì nó cũng không phải là một cái phương án tối ưu. Các em nhìn thấy cái lỗ đàn có cái hoa văn này không? Nên chơi ở cái phần này. Cái vị trí ấy, nên chơi ở cái phần này để thừa cái lỗ đàn ra, để âm thanh nó dội ra ngoài ấy, nó được đầy đặn nhất.